lo này, đây lá này anh nhìn không, nó nhỏ, nó xanh nhưng mà nó giòn đấy, nó giòn và nó bị cháy mem lá, thì đấy là dấu hiệu của bách lo. Và bây giờ có cái, có nhiều cái nguy hiểm như này nhá, nhiều cái kỹ thuật ấy họ đưa phân thuốc cho anh. Nông dân mình bây giờ sợ bách lo này mà, nhưng mà cái hộp thuốc ấy nó vẫn có bách lo, nhưng mà người ta ghi là phụ gia khác, người ta không có công khai thành phần bách lo, nông dân không biết và đưa xuống và nó bị rất là nhiều đấy. Bây giờ thì em sẽ nói cho các anh về cái làm sao để mà giải độc bách lo đấy. Bách lo đấy nó là một cái chất ức chế sinh trưởng rất là mạnh, và nông dân miền Tây đấy ngày xưa họ làm ấy, họ sử dụng rất nhiều trong cái quá trình phân hóa mầm hoa. Và bây giờ thì ngay cả lên trên khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ họ cũng dùng đấy, và nó để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhiều vườn là xài bách lo xong là cây nó suy yếu, nó sụp luôn. Thì đầu tiên đấy, đấy là cái dấu hiệu mà khi mà vì sao vào vườn của anh và các em biết sử dụng bách lo luôn đây này. Mặc dù là đã dùng thuận thiên 3 tháng này, cơ đọt mới nó bắt đầu ra rồi nha, nhưng cái dấu hiệu bách lo nó vẫn còn nguyên nhất đây này, nó bị cháy mép lá này đấy. Thứ hai nữa là cái lá nó rất là giòn đấy, bóp vào nó gãy ráo ráo này đấy. Thứ ba là lá nó màu xanh đậm, và thứ tư nữa là cơ đọt nó ra rất là cụt cụt đấy. Trước khi mà thuận thiên vào nha, gần như ra không ra cơ đọt mà ra toàn chồi bơi thôi, và cây nó bị xỉ mủ, bị thậm chí nhiều cây bị vàng lá thối rễ và chết luôn rồi. Mà mặc dù vườn của anh là anh trồng ngày xưa trồng rất đúng là trồng cạn đấy, trồng cạn nổi rễ nên mà vẫn bị xỉ mủ, thì có nghĩa là nó bị nhiễm hóa chất rất là nặng. Và đặc biệt cái bách lo này đây, lá này anh nhìn không, nó nhỏ, nó xanh nhưng mà nó giòn đấy, nó giòn và nó bị cháy mem lá, thì đấy là dấu hiệu của bách lo. Và bây giờ có cái, có nhiều cái nguy hiểm như này nhá, nhiều cái kỹ thuật ấy họ đưa phân thuốc cho anh. Nông dân mình bây giờ sợ bách lo này mà, nhưng mà cái hộp thuốc ấy nó vẫn có bách lo, nhưng mà người ta ghi là phụ gia khác, người ta không có công khai thành phần bách lo, nông dân không biết và đưa xuống và nó bị rất là nhiều đấy. Thì bách lo nó là một cái chất ức chế sinh trưởng rất là mạnh, nó ức chế ghibellin là một cái hormone tăng trưởng ở đầu ngọn này này đấy, nên là cái cây thường thường sử dụng bách lo ấy là nếu mà không có giải độc được là nó không ra được cây lá này luôn, và nó cây nó suy dần và nó kiệt đấy. Và ở miền Tây đấy thì người ta sử dụng bách lo ấy nó ít bị tồn dư trong đất hơn, tại vì người ta phủ bạt đây, người ta phủ bạt đúng không, xong bắt đầu là phun bách lo bên trên, xong bắt đầu là nó chảy xuống dưới bạt ấy, thì nước mưa nó rửa xuống dưới các mương nó đỡ. Còn bên trên Đông Nam Bộ này, khu này khu đá hoai đá tẻ này, là bách lo là nó trực tiếp nó xuống dưới đây là nó bị tồn dư dưới đất. Và bách lo này nha, nó bị tồn dư ấy thì là nó rất là khó giải độc được, tại vì nó bền với axit, bền với kiềm nên khó giải độc. Và chỉ có một cách duy nhất để giải độc bách lo đấy, đấy là phải phát triển lại được cái hệ vi sinh vật ở dưới đất này thì nó mới có khả năng phân giải bách lo. Không nha, anh để cái bách lo nó tồn dư trong đất hàng chục năm nha, chứ đừng nói đấy, tại vì nó cái cấu trúc hóa học của nó có cái mạch vòng, mạch benzen ấy, nó cực kỳ khó phân giải nha. Đấy là lý do vì sao mà các cái vườn miền Tây ấy là bị bách lo và chết rất là nhiều, chỉ làm 2-3 vụ là ra đi cưa cây luôn đấy. Và nó bị dẫn đến hàng loạt cái vấn đề như là xì mủ này, vườn anh bị xì mủ này đây này đấy, xì mủ nặng ấy, nhưng mà vào làm với thuận thiên là xì mủ được giải quyết rồi đây này, nó liền ra lại rồi này đấy, bắt đầu là mô phân sinh nó ăn rồi này, là liền ra này đấy. Thì cái cách giải quyết bách lo duy nhất đấy là phát triển cái giải độc đất và phát triển cái hệ vi sinh vật. Thì thuận thiên đang làm cái vấn đề đó trên vườn của anh này, giải độc đất bằng cách là như nào, dùng cái chất cải tạo đất xoa xoay đấy, tưới xuống dưới đây để mà giải quyết các chất độc và tạo điều kiện cho vi sinh vật nó phát triển, bón phân hữu cơ nở vào đấy, để mà tạo cái nguồn thức ăn cho vi sinh vật, cũng như là cung cấp thêm các loại nấm đối kháng vào trong đây. Tiếp theo là đưa các cái dinh dưỡng dễ tiêu như là NPK hữu cơ của Thuận Thiên này, amino acid này, rồi lân hữu cơ vào để mà lá nó ra và tái tạo lại bộ rễ đấy, lá nó ra rồi này. Chứ vườn bách lo không giải độc được còn lâu nó mới ra được cái lá đầu ngọn này nha, và cái lá này nó khác hẳn so với cái lá hàng trong này đấy, nó mượt mà hơn, nó không có bị giòn dần và giòn như này nha. Đấy đấy là cái phương pháp giải độc bách lo duy nhất. Còn bây giờ mà không xử lý cái bách lo này ra, nó không ra cơ đọt mới, thì anh còn lâu anh mới làm được trái vụ này đấy. Và bây giờ tiện đây thì cũng nói luôn, tại vì dân mình ý thức được cái độc hại của bách lo rồi, nên là mình bây giờ có xu hướng đề phòng bách lo. Nhưng mà rất là nhiều công ty hoặc kỹ thuật khác họ này lại chơi cái trò này, không dùng bách lo nhưng mà dùng cái chất mới tên là uniconazole đấy. Thì uniconazole bản chất ấy, nó chỉ khác bách lo một xíu này, tại vì cái công thức hóa học của nó gần như giống nhau đến 90%, nó chỉ có thay cái vị trí của cái gốc cờ lo đi chỗ khác thôi. Và thậm chí là cái tác động của uniconazole nó còn mạnh hơn là bách lo, nó còn ức chế mạnh hơn bách lo nha. Đấy nên là nhiều công ty bảo là phân hóa mầm hoa không dùng bách lo nhưng lại dùng uniconazole, thì nó chỉ là cái bình mới rượu cũ thôi.
Đấy, cái này thì các anh phải có kiến thức. Đấy, có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì các anh mới biết được cái điều này. Đấy. Nên là phải đề phòng nhá. Đấy, phải tìm hiểu kỹ. Đấy, tại vì hai cái thằng này là Bactroban và Uniconazole nó cùng ở họ họ Triazole. Nếu mà các anh học về hóa chất và nông nghiệp ấy thì nó cùng có cái vai trò là ức chế sinh trưởng rất là mạnh. Và ở thường thường nước ngoài nhá, ở Mỹ nhá, ở Mỹ hay EU ấy, họ cấm sử dụng Bactroban trong trong các cái vấn đề về nông nghiệp và trồng trọt để mà tạo mầm hoa này. Họ chỉ được phép dùng Bactroban ở trong các cái ngành về ví dụ như cây cảnh thôi. Cây cảnh họ để họ làm cái cây nó lùn tự nhiên ấy. Đấy. Đấy thì họ dùng thôi. Chứ còn dùng Bactroban trong đây nó gây nên một loạt cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Đấy.